nay em xin review con CD 90 Đông 11. Trong xe này nó có đồ chơi khá là nhiều, cái yên đồ chơi, đồ chơi của Nhật, cái bô đồ chơi của Nhật, cái bô đồ chơi của Nhật, sân xe là Nguyên đồng và cái kính đồng là đồ chơi của Nhật. Sơn si là riêng 100%, không bắt thuốc bất cứ chỗ nào. Lóc nồi là cực đẹp, lóc nồi là cực đẹp. Chơi luôn. Yên, đồ chơi của Nhật. Ngồi lên nó sướng lắm. Đã lắm. Sơn si rin 100%. Sơn si rin 100%. Ngày hôm nay giọng em hơi kém chút xíu. Giờ em đây tổng thể bên lóc mang cá cho anh em xem tổng thể mé bên trái. Chung là xe này xuất sắc, nó không có một miếng dấu chày luôn. Nó có chày chày chút như cọng tóc vậy đó, chứ không có chày gì lớn. Cặp phuộc mới dữ lắm. Đuôi cá anh em thấy nó trầy không? Nó có trầy một chút. Có kiến chắn gió đồ chơi của Nhật luôn. Rồi cặp kính cũng đồ chơi của Nhật. Trong xe này đáng anh để anh em sưu tầm. Vì hiện tại giờ nó đang nằm ở chủ mới rồi. Nên em cũng review lại cho anh em xem, để khơi dậy niềm đam mê của những anh em chơi CD, những dòng đam mê dòng CD này, để cho anh em khơi dậy. Chứ em thấy thị trường CD hiện tại bây giờ nó đang xuống cấp trầm trọng. Em thấy giờ là thị trường cúp là hot nhất, đang hot. Thị trường CD thì nó đang xuống dốc, tụt dốc. Nắp tròn là được đánh bóng từ bên Nhật, và hai nắp xúc bắp là nắp đồ chơi luôn. Mình sang con mới 7 màu luôn anh em, con mới 7 màu luôn, quá đã. Nước miếng.